Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Quay nâng cấp đẹp khiến người xem ngỡ ngàng với cái dàn phụ tùng cực xịn. Cái chiếc xe số phổ thông Honda Way đã được người chơi xe ở Long An dọn chuyển lại với một số phụ tùng nâng cấp từ những món đồ chơi nổi tiếng. Dù chỉ được trang bị cho mình những đồ chơi đơn giản thôi, tuy nhiên giá trị của bản đồ này vẫn lên tới gấp 2 lần cái xác xe. Cái điểm nhấn đầu tiên là cụm thắng Rainbow Asset đi cùng với cái dàn ốc Phenom xanh tím. Cụm tay này có piston là khá nhỏ, được Rainbow sản xuất dành cho những dòng lọc phân có nhỏ sử dụng. Tuy nhiên, cho diện mạo được bên ngoài là khá lớn nên buộc lòng người thợ phải cắt chế đi cái phần mũ rất nhiều để không gây cả cấn trong quá trình là vận hành lâu dài. Bên cạnh là cái cụm tăng tốc đều nổ tiền đi cùng với hai ống ca titan để cố gắng hành trình cho chiếc xe để bay nhanh hơn. Bên dưới là cây trợ lực Hollin 23 nấc chỉnh nặng nhẹ để giảm rung chấn, hạn chế sàn lắc phần đầu xe trong độ cao. Phần nhựa được người chủ canh chỉnh rất nhiều, làm sao để quét mũ và thấy đẹp nhất và liền lạc nhất có thể. Nhìn xuống cái dàn chân trước, ta thấy góc ảnh đầu tiên bắt gặp là cái dầu Hells được bấm các dầu CNC xanh đỏ nên anh em rất thích. Kết nối với heo dầu Fando 2 bit đã xứng đi cùng với đĩa gaffer tạo nên một cố combo cực đỉnh. Đây là giá trị trên chiếc xe độ. Xung quanh tô điểm nhẹ nhàng ốc khi nằm bị vươn lên cái tông màu xanh tím rất nổi bật. Hệ thống treo sao của chiếc xe đến từ cái này của Hollin bình dầu rời. Đây là cái tên quen thuộc mà bất kỳ ai mơ xe hai bánh là không phải ai cũng đủ kinh tế để sục cái món đồ chơi này. Kích thước bình dầu liền là quá lớn nên người chủ phải khoét rộng cái dàn áo một khoảng là khá khá để không gây cả cấn trong quá trình vận hành. Exeter 1/10 đột cái giảm sóc kỳ điển khoe dáng cùng với những người bạn mơ xe độ. Thật ra con chiến mã dưới đây là cái chiếc Exeter 1/10 được người chủ chọn lại phong cách Indo, hạn chế và chết thêm một cái cần đạp máy mô phỏng theo các phong cách là MX Skin ở nước bạn. Ở ra chủ nhân còn nâng cao thêm khả năng vận hành của chiếc xe cũng như độ thẩm mỹ bằng lọt ốp trên đồ chơi hàng tỷ. Dàn đầu xe được trang bị nhẹ nhàng bằng một cái cặp bao tay Spider làm bằng cao su cao cấp, giúp tăng độ im máy và khả năng bám tay kể cả đi trời mưa. Nhược điểm của nó là không có ống ga nên người dùng phải tận dụng là cái ống ga zin. Cụm tăng tốc Uma cút ngắn hành trình dây ga trên chiếc xe để bài tốt hơn. Trang bị cho mình cho tiền SIMFAT 2 tầng để dùng cái công nghệ S trắng. Cái công nghệ S này tối ưu khả năng tiết kiệm điện, không làm nóng và vàng chóa. Vậy tuổi thọ của đèn cũng được gia tăng rất nhiều. Giữa mặt nạ hạn chế LED4 hỗ trợ ánh sáng cho những chuyến vượt đêm. Nhìn xuống cái dàn chân trước, ta thấy khoảnh quen thuộc của gốc combo theo dọc Rainbow lục lớn màu đỏ 2 bit đã xứng bắt vào giỏ phục thông qua một phát heo CC. Đĩa XR ở trước 5 lỗ để gắn những cái mâm 4 lỗ thì người chủ phải CC thêm một cái thất lòng. Trang bị trợ lực Hollin kẹp sườn với hành trình 120mm giúp phần đầu xe ổn định hơn dù độ cao. Vì vậy là một cái món đồ chơi chế thêm nên người thợ phải canh chỉnh rất nhiều để đảm bảo cái tính thẩm mỹ và để phần đầu xe có thể ôm hết cái tia trợ lực vào cua. Dàn chân tăng thêm cái sự thẩm hố bằng các chân kiểu xếp ngàn. Đây là cái hàng CNC phay đại kiểu dáng giống như cái chiếc xếp ngàn chứ không phải là hàng tháo xe đâu anh em nhé. Phục Hollin bình dầu rời thương hiệu đồ chơi rất được ưa chuộng trên những mẫu xe đồ chơi của Việt Nam và trên những cái chiếc phân khối lớn khắp thế giới. Đặc trưng cái dòng phục này có lò xo cộng với bình dầu sao màu vàng ốc ánh rất là bắt mắt. Hai thảo dụng cho mình keo của Lewin nhỏ gọn thoáng hơi hơn giúp cho chiếc xe có thể giúp cho xe zin là thoáng hơi mất hậu nhẹ nhàng khi chạy đường trường. Còn với những xe đã nâng cấp động cơ thì như cá gặp nước, không cần phải ốc vô ồn ào. Cái dàn chân ở dùng cái mâm KGS, cái kiểu là mình đúc, được rất nhiều tay chơi xe ít là ưa chuộng. Riêng cái phần là Exeter 10 là phải chế cháo nhiều hơn hai anh trước. Bản đồ xuất hiện được vài lần trên kênh chúng tôi, tuy nhiên cái lần xuất hiện này thì em lại phát cho mình một cái version hoàn toàn mới hơn. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này và kênh tiếp nhớ like, subscribe.